Nhận định Bình Dương với Nam Định 17 giờ ngày 8 tháng 7, dù đã trải qua một lần thay tướng, đồng thời các trụ cột lần lượt dính chấn thương, nhưng Bình Dương vẫn gặt hái được những kết quả rất ấn tượng trước khi bước vào trận đấu quyết định ở V-League. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn, đội bóng đất thủ đã vào tới chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á và bán kết Cup quốc gia. Riêng tại V-League, hai cúp khải hoàn liên tiếp gần đây trước Khánh Hòa và Quảng Nam đã đưa lên vị trí thứ 6. Xét về mặt điểm số, Bình Dương chỉ kém vị trí thứ 3 do Quảng Ninh nắm giữ đúng 3 điểm. Vòng này, thầy trò Nguyễn Thanh Sơn được về lại xào huyệt Gò Đậu để tiếp đón Nam Định. Đây được xem là cơ hội để họ gia tăng quỹ điểm. Với quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trụ hạng, Nam Định đã thay máu ngoại binh, đồng thời đưa trở lại bộ đôi Lê Sĩ Minh, Lâm Anh Quang. Hiện tại, Nam Định đang hơn vị trí đá play-off trụ hạng do Quảng Nam nắm giữ 4 điểm 15 so với 11. Làm khách của Bình Dương, thầy trò Nguyễn Văn Dũng chắc chắn sẽ làm mọi cách để giật về một điểm. Tuy nhiên, phong độ sân khách đang chống lại Nam Định, cùng với Đà Nẵng và Thanh Hóa, họ là một trong 3 đội chưa biết thắng khi xa nhà. Nếu tính cả giai đoạn cuối mùa trước, đội bóng Thành Nam đang có mạch 13 trận chỉ hòa và thua khi rời xa lãnh địa Thiên Trường. Đáng chú ý, 3 lần gần nhất làm khách tại Gò Đậu, Nam Định đều ra về trắng tay. Ở hoàn cảnh đó, nên chọn Bình Dương.